xe cổ tưởng chết, Lương mới hiểu tiết lộ về những ký ức khó khăn khi theo đuổi sự nghiệp ca hát. Trong chương trình Vắng Bóng Một Thời, mới đây Lương Bích Hữu đã thổ lộ về hành trình âm nhạc của mình, cũng như quãng thời gian đầy khó khăn mà cô đã trải qua. Theo nữ ca sĩ, nghề nào cũng có những khó khăn, thăng trần, có lúc cô đã cảm tưởng mình không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát được nữa. Thời điểm cô cảm thấy mệt mỏi, khó khăn nhất là khi vấp phải những sự cố về sân khấu như bị bỏng. Tôi biểu diễn khắp nơi, đi nhiều chỗ, nên sự cố về xe cộ không phải là một lần mà rất nhiều lần. Thậm chí, có lần tôi suýt rơi xuống đèo Hoài Vân, tưởng chết rồi. Nhưng tất cả đều đã qua hết. Tôi đã vượt qua tất cả. Tôi có tinh thần mãnh liệt nhờ ba mẹ, khán giả đã thúc đẩy tôi tiếp tục đứng lên cho đến ngày hôm nay. Nữ ca sĩ tâm sự. Năm 2011, Lương Bích Hữu từng bị tai nạn trên sân khấu, bị bỏng nặng cấp độ 2 và phải rời xa sân khấu một thời gian rất dài để điều trị. Nữ ca sĩ cho biết, suốt một năm qua, cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bế tắc, không dám nghĩ đến chuyện đi hát lại, càng không dám ra đường gặp mặt bạn bè. Lương Bích Hữu, sinh năm 1984, là người Việt gốc Hoa. Cô bước vào con đường âm nhạc từ năm 18 tuổi và đến nay, năm 20 tuổi, cô ra mắt cùng nhóm hát với ba thành viên Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm hát chỉ hoạt động trong 6 tháng rồi tan rã. Nhưng vì được khán giả quá yêu thích, nhóm lại tiếp tục tồn tại hơn đến một năm sau. Sau khi nhóm tan rã, các thành viên tách ra làm show. Bài hit đầu tiên của Lương Bích Hữu Gọi Tên Tôi Bạn Thân Hỡi. Bài hát được đưa lên mạng trước và đã tạo nên những trào lưu hát. Sau đó, nữ ca sĩ cũng nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như Cô Gái Trung Hoa. Cô cũng thẳng thắn nói về nghi ngờ việc Lương Bích Hữu không hát được nhạc trẻ. Hơn sau 17 năm trong nghề, không thể nào tôi không hát được. Nữ ca sĩ thẳng thắn, bản thân Lương Bích Hữu có thể cân được các nhạc đêm, nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc quê hương. Bởi cô là người được đào tạo chứ không phải đi hát theo phong trào. Trước khi được mời vào công ty, cô từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc như Tiếng Hát Quê Hương, Tiếng Hát Truyền Hình.